Hàng chục cây gỗ bị cưa hạ không thương tiếc, giờ chỉ còn gốc, mùn cưa và bìa gỗ. Các đối tượng đã sử dụng máy cưa xích để xẻ gỗ thành hộp rồi vận chuyển đi nơi khác. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp Công Chiêng, đơn vị chủ rừng, vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, khi tổ công tác của công ty đang tuần tra tại xã Con Chiêng, đã phát hiện 20 cây gỗ bị khai thác trái phép tại khoảnh 7 và khoảnh 9, tiểu khu 583. Tại hiện trường, tổ công tác đã đo đếm và xác định 20 cây gỗ bị khai thác. Các đối tượng để lại 19 lóng gỗ với khối lượng hơn 5 mét khối. Công ty đã thu giữ toàn bộ số gỗ này. Nhận được tin báo của người dân, thì lãnh đạo công ty là huy động anh em xuống là tuần tra kiểm tra là thì phát hiện là có một số lượng gỗ là đang tập kết ở bìa rừng giáp danh với chi trại bê tông. Ban đầu là lập biên bản kiểm tra, lập bản kê rồi lập biên bản rồi thuê xe vận chuyển về trạm về tổ quản lý bảo vệ rừng số 6 đấy. Và sau đó là chúng tôi làm báo cáo kiểm lâm cùng với cơ quan công an huyện và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường. Cái hiện trường này thì so với ủy ban nhân định giới địa chính thì huyện Hương Giang thì rất là xa, nó giáp ranh giới Công Giò Rò và cái bên Gia Ba, cho nên là cái có thể là cái công tác quản lý bảo vệ rừng của công ty Công Chiêng có thể trong mùa mưa thế nào đấy thì để xảy ra tình trạng khai thác. Thì hiện nay thì thường trực huyện ủy cũng đã có văn bản chỉ đạo công ty cũng như là chính quyền địa phương và các ngành chức năng tiếp tục điều tra và quản lý cái diện tích rừng hiện có. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mang Giang, các khu vực rừng giáp danh giữa các huyện Mang Giang, Yapa, Công Tro và Phú Thiện luôn là những vùng mà các đối tượng khai thác lâm sản trái phép ở các địa phương lân cận thường xuyên xâm lấn. Huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với chủ rừng và hai huyện Yapa, Phú Thiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân, quy mô và đối tượng vi phạm. Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm minh cái đối tượng vi phạm và đồng thời cũng sẽ rà soát và chấn chỉnh cái công tác quản lý bảo vệ rừng của các cái chủ rừng khi mà quản lý cái lâm phần mà được tỉnh giao cho là phụ trách. Đây là vụ khai thác lâm sản trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi rừng và sự phát triển bền vững của địa phương. Huyện Mang Giang có diện tích rừng chiếm đến 56% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Đây là nguồn tài nguyên quý giá, cần được bảo vệ và khai thác hợp lý.